đấy. Úi giời, cháu tìm cô mãi. Làm gì? Cô ấy, bây giờ cái nhà của cô bây giờ nó xuống cấp quá rồi. Mà cô không sửa được thì thôi cho cháu đi tìm chỗ khác. Nhưng cô cho cháu xin lại cái tiền đặt cọc. Tiền đặt cọc nào? Đặt cọc nhà đấy ạ. Thế chú buồn cười nhỉ? Thế không nhớ cái bản hợp đồng thuê nhà hả? Cái điều 5 ấy, được chưa? Khi bên B đang ở tự ý bỏ đi hoặc bị đuổi thì bên A không phải trả lại tiền nhà cho bên B. Được chưa? Bây giờ ở thì ở, không ở thôi. Cứ đi nhá. Thế nhưng mà cô, cái nhà cô nó xuống cấp thì cháu ở làm sao được? Thế bây giờ cô bảo cô cũng không trả tiền cọc cho cháu. Thế cô nói thế ngang cô lừa cháu à? Này, nói ai lừa đấy? Ai lừa? Cháu bảo cô không trả tiền đặt cọc cho cháu là cô lừa cháu đấy. Đừng có hỗn láo nhá, đừng có nói với người lớn như thế nhá. Con tao một xe nó đập chết đấy, biết chưa? Đừng có vớ vẩn, ở đây ở không ở thôi. Cô giả cho cháu đi tiền đặt cọc đi ạ. Này, giả nào, giả đi nào, giả này. Thôi thì không trả lại, trả lại cho cháu đi. Này, mày đừng có cướp à, trả lại nhá. Cướp hả? Đừng có láo. Cướp hả? Không ạ, cháu không ăn cướp rồi. Thế sao mà rằng co nhau giữ đường này? Hỗn nào? Nghe thằng Bim. Dạ, cháu thuê nhà trọ của cô này. Thế bây giờ nhà nó xuống cấp cháu không ở được. Thế cháu lấy lại tiền đặt cọc cô không trả. Thằng này á, thằng này nó điêu lắm, anh đừng có nghe chúng nó nhá. Mày đừng điêu toa vừa chứ nhá. Nào, mày không điêu thích. Được rồi, bây giờ thế này, chị cứ bình tĩnh, có biết đầu đuôi câu chuyện chạm đi vào đây. Đi vào đây. Nào, thế nào? Đó, nào, giữa đường giữa xá lại cãi nhau ủng tùi lên như thế. Cô trả tiền cho cháu, cô còn đánh cháu. Nào, bây giờ kể đầu đuôi tôi nghe xem nào. Cháu thuê nhà của cô này. Ừ. Thế bây giờ cái nhà nó xuống cấp quá rồi. Cháu không ở được nữa thì cháu phải chuyển đi. Thế bây giờ cháu muốn lấy lại cái tiền cọc, cô không trả. Các bác không biết thì thôi chứ nhà trọ của cô thì không khác gì cái chuồng lợn. Cháu lúc về ở được có 2 ngày, bác biết không, tường thì nó tự nhiên nó lở toét ra, còn mái gió nhẹ cái nó tung hết cả mái ra. Các bác thì ở làm sao đây? Nhưng mà cậu thuê nhà để làm gì, để hàng ngày đi đánh giày hay bán báo? Cháu là sinh viên mà. Sinh viên à? Thế mà cháu bảo cô ấy sửa chữa thì cô ấy không sửa chữa, mà cháu càng bảo thì cô càng ghét. Ôi giời ơi, các bác ơi, đừng có nghe cái bọn này nhá, nó nói linh tinh lắm. Cái sao bọn này em bảo bọn này mà đã bóp được nhá thì em nói thật, các bác bóp lòi mắt ra. Cháu nói sự thật. Bình tĩnh. Dạ vâng ạ. Tôi còn lạ gì các cậu nữa. Đi thuê nhà trọ, học hành thì không chịu học. Đấy. Suốt ngày là tụ tập đàn đúm rượu chè, đấy. Sau lại còn cờ bạc. À? Ừ. Tiền nhà thì gọi là khất lần khất lữa. Thế xong đấy. Thì là này, mắt trước mắt sau xem nhà trọ có cái gì là thoáng đi bán, xong đấy, đổ đấy. Ngay là mất trộm. Đấy, đấy, em tôi nói, còn lạ gì nữa. Em dạ. Nói các bác nghe nhé, thương nó mà nó còn bảo em là lừa đảo nó đấy. Dạ, đấy. Cháu thề các bác là cháu không có cái chuyện đấy ạ. Cháu không bao giờ cháu làm cái việc đấy luôn. Thế bây giờ thì kể đầu đuôi xem nào. À, như thì thế đấy, nào? Nhà thì xuống cấp, bảo cô ấy sửa để cho mình ở cho nó tử thế thì cô cũng không sửa. Mà nhá, đây là tiền điện. Nhà nước chưa lên giá mà cô đã lên giá rồi. Thế với cháu mới hỏi sao nhà nước chưa lên mà cô đã lên, này cô bảo tao cứ lên dần lên cho chúng mày chuẩn bị là vừa. Rồi là tiền nước, các bác biết không? Bọn cháu phải mỗi người đóng 40.000 một người một tháng. Thế mà đường nước chạy qua nhà cô ấy. Thế mà cho nên cô cứ nhỏ giọt xuống cái bể của bọn cháu. Đấy, các bác biết không? Khổ lắm ạ. Sáng dậy tranh nhau đứng xếp hàng để lấy nước. Mà có phải là có nước mà lấy đâu, phải chu hẳn xuống bể. Múc mỗi người một bát nước lên. Đấy, đánh răng rửa mặt chỉ bằng một bát nước được bác ạ. Chứ không tắm à? Này, tao nói cho mày biết nhá. Tao làm như thế tức là tao tiết kiệm chúng mày đấy. Thương mày mà chúng mày không biết điều. Hả? Thì lúc mà thuê thì cứ sửa ngọt nhạt. Thôi cô cho cháu thuê, cháu hứa với cô cháu sạch sẽ, cháu thế nọ, cháu thế kia. Đấy bây giờ nó dở mặt. Mà tôi thương nó có biết đâu. Nó không biết điều một tí gì cả. Gớm, cô thương chúng cháu á, cái xương nó chẳng còn. Các bác biết không? Đấy là cháu nói về vấn đề ăn mới ở nhá. Còn vấn đề an ninh thì úi giời ơi, mất trật tự cực kỳ vào các bác ạ. Bạn cháu đến chơi để cái xe đạp anh Hoàng cái có 10 phút thôi mà mất cái xe đạp. Thế cháu bảo cô ấy thì cô còn chửi cho ấy. Cô bảo là chúng mày có của chúng mày không giữ thì cho chúng mày chết. Thế bây giờ tao cho mày thuê nhà đấy đi trông cả xe của khách của chúng mày à? Hả? Có của thì mày trông chứ. Mà cháu nói thật, cháu đã đến ở cháu đóng 3 tháng tiền nhà thì cháu có cháu bây giờ cháu không ở nữa, cháu đi thì cháu có lấy lại tiền nhà đâu, cháu chỉ yêu cầu là cháu lấy lại đúng cái tiền cọc thôi mà cô ấy cố tình cô không này, trả. Này trong hợp đồng thuê nhà nhá. Không có cái chuyện là lấy lại tiền đặt cọc. Biết chưa? Thôi được rồi. Thôi được rồi, tôi biết là trong hợp đồng nó là như thế. Thế nhưng mà, thôi bây giờ thế này. Nó là sinh viên, đáng tuổi con tuổi cháu mình. Thế bây giờ nó cũng vất vả, từ quê lên đây. Ai chả vất vả? Thì học hành đã vất vả rồi, bởi bây giờ chỗ ăn chỗ ở như thế. Tiền nó thì không có, chưa làm ra tiền. Thôi bây giờ này, thôi, gọi là nhân nhượng. Chị trả lại cái tiền đặt cọc cho nó. Chú buồn cười nhỉ? Chị em với nhau ở đây không bênh với bênh thằng vớ thằng vẩn. Không phải là tôi bênh ai cả, nhưng vấn đề này thế nào nó đúng thì thôi, hợp tình hợp lý. Chứ tôi nói thật nhá, cứ đứng ở đây mà cứ đôi co như thế này nhá, ầm ĩ mất trật tự chị An là người ta lôi lên phường. Có khi là thôi. Nói cho mày biết nhá, tao mà không nể hai cái chú này nhá thì còn lâu tao mới giảm lại về tiền đặt cọc nhá. Trời ơi, đừng có hòng mà chịu rưỡi.
một nửa thôi, thấy chưa? Tự nhiên lại gặp hai ông bắt cướp giữa đường nữa này. Đến khổ. Này, dạ. Lần sau thì tìm cái nhà trọ tốt, cái người chủ tốt mà ở như thế này cũng khổ. Thế học trường nào, quê ở đâu? Dạ, cháu quê Phú Thọ chú. Học trường nào? Dạ, cháu học trường sân khấu ạ. À thế à? Dạ, vâng. Thế nhà xa như thế sao không ở trong ký túc mà lại đi ra ngoài? Úi dồi ôi, các bác biết không, bây giờ mà được ở trong ký túc à? Ngang mới được ở thiên đường á. Cậu nói đùa, chúng tôi cũng đi học, trường nào chẳng có ký túc dành cho sinh viên. Ngày xưa tôi ở ký túc mãi. Không, bây giờ là ký túc là không đáp ứng được hết cái số sinh viên đâu ạ. Sao? Ở ký túc bây giờ họ ưu tiên là những con em gia đình chính sách này. Rồi là phải học thật giỏi cơ, phải đỗ thủ khoa hoặc là phó khoa thì mới được đủ điểm ở ký túc ạ. À thế à? Dạ vâng. Chết là giờ. Bây giờ là ký túc bây giờ là quá tải. Dạ vâng đúng ạ. Thế thành ra là bây giờ tôi cũng thấy nhiều sinh viên ra ngoài thuê nhà, nhưng mà họ cũng có rất nhiều những lý do riêng, người thì đi làm, người thì đi học thêm. Mà này, đã tìm được chỗ nào chưa? Dạ cháu vẫn chưa tìm được chỗ nào ạ. Ở đằng khu đằng sau nhà tôi đây này, cũng có một vài gia đình họ có nhu cầu cho thuê đấy. Theo tôi là cậu cứ lên ra đằng đấy mà hỏi, nếu ở được đây là tốt, khu này an ninh tốt lắm. À thế ạ? Ừ. Vâng, thế thì may quá. Thế cháu vào cho tìm nhà trọ. Này này, dạ. Nhớ ấy, vào là đầu tiên là xem cái chủ nhà nào nó dễ tính một tí. Chứ như cái bà vừa rồi thì đúng rồi, lại ở xong lại phải đi thôi. Không, nhá. Khu này an ninh ổn định, đều là cán bộ về hưu cả. Cứ vào đấy mà hỏi đi. Dạ vâng, nhá. Cảm ơn hai bác ạ. Ừ, đi nhá. Khổ. Đấy. Những tưởng ở đấy bố mẹ cho học để thi vào đại học, tưởng là yên ổn để mà học cho đến nơi đến chốn, nhưng mà đấy cũng có đã xong đâu. Học hành đã vất vả rồi mà bây giờ về lại còn phải lo về sinh hoạt, về đời sống, rồi chỗ ăn chỗ ở nó ra làm sao. Thế này thì chúng nó còn đầu óc đâu ra nữa để mà học. Rõ khổ. Tôi nghĩ nhà nước có khi cũng phải có một cái chế tài hay chế độ nào đó về cái nhà ở của sinh viên. Chứ mỗi mùa thi đến, mỗi năm học mới mà tình trạng sinh viên cứ ra ngoài ở thế này, đến là khổ chú ạ.